Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Emforex, mình là Minh. Trong video của tuần trước thì chúng ta đã được giới thiệu và chúng ta đã tìm hiểu được về công cụ rất là có giá trị, đó là gì? Đấy là Pivot Point. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái hệ thống giao dịch mà mình đang sử dụng để chúng ta tận dụng được tối đa những cái ưu điểm và những cái nhược điểm và khắc phục được những cái nhược điểm của hệ thống này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm như thế nào để kiếm được lợi nhuận rất là nhiều từ những cái hệ thống này. Nó không phải là những cái gì nó quá là phức tạp, nó không phải cái gì nó quá là cao siêu, mà cái quan điểm của mình từ trước nay nó vẫn là gì, là chúng ta sử dụng những cái hệ thống giao dịch nó càng đơn giản, càng cơ bản, càng tốt, nhưng cái hiệu quả giao dịch thì đừng bao giờ nghi ngại về cái hiệu quả của nó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu video của chúng ta ngay sau đây. Và đừng quên là bọn mình đang có một cái deal rất là đẹp với sàn để các bạn được những cái bonus từ 10 đến 100% khi mà các bạn nạp tiền sử dụng những cái hướng dẫn của bọn mình ở bên dưới. Tất cả những cái thông tin về bonus cũng như là những cái chế độ, những cái spread làm như nào để spread thấp thì mình đều đã để ở trong cái link ở dưới phần mô tả của video này. Thì mọi người hãy sử dụng những cái bonus đó một cách có hiệu quả và sử dụng những cái việc giảm spread đó một cách có hiệu quả để chúng ta làm như nào đó để chúng ta tối ưu hóa được cái lợi nhuận của chúng ta được càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ vào cái phần giới thiệu và cái phần thực hành của hệ thống giao dịch sử dụng Pivot Point của ngày hôm nay. Để bắt đầu thì mình sẽ nhắc lại một chút cho mọi người về cái định nghĩa, cái khái niệm cũng như là những cái phần lý thuyết về Pivot Point. Thì tất cả những cái nội dung này chúng ta đều đã có ở trong cái video lần trước rồi, nhưng ở trong video này mình vẫn muốn nhắc lại cho mọi người qua một chút để mọi người nhớ lại để làm gì. Khi mà chúng ta bước vào cái hệ thống giao dịch này thì mọi người có thể nắm chắc hơn, mọi người hiểu kỹ hơn và mọi người có thể vận hành nó được tốt hơn. Thì Pivot Point là một công cụ như thế nào? Nó công cụ bao gồm cái đường trung tâm và ba mức kháng cự và ba mức hỗ trợ xung quanh cái giá đó. Thì cái đường trung tâm ở đây chúng ta sẽ gọi là đường P, tức là đường pivot, và ba cái mức kháng cự chúng ta sẽ ký hiệu là R1, R2 và R3, và ba cái mức hỗ trợ là S1, S2 và S3. Đó, thì như ở trong hình mọi người đều đã thấy những cái vùng này. Cái chiến lược của chúng ta sẽ là như thế nào? Thì mình sẽ nói cho mọi người biết là chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ nào, những cái chỉ báo nào và áp dụng trong khung thời gian nào, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ có cái khung thời gian chúng ta sẽ áp dụng, đấy là khung 15 phút, biểu đồ M15. Và các cái cặp tiền tệ, các cái lọc hàng hóa chúng ta thể giao dịch được là tất cả trừ vàng. Đó, mọi người nhớ cái này cho mình nhé. Bởi vì như mọi người đã biết là mỗi một cái loại hàng hóa, mỗi cái loại sản phẩm nó đều có một cái đặc tính khác nhau và nó đều có một cái mức độ biến động nó khác nhau. Thế nên là như vậy chúng ta không thể nào chúng ta xây dựng một cái hệ thống giao dịch nó quá là hoàn hảo để khi mà chúng ta giao dịch cho vàng nó cũng thắng, khi mà chúng ta giao dịch cho tiền nó cũng thắng, khi mà chúng ta giao dịch cho hàng hóa, dầu, rồi bạc, rồi bất cứ cái chỉ số hay cổ phiếu nó đều thắng, thì đấy là một cái điều chắc chắn là nó không thể, một cái điều nó không thể. Thì chúng ta chỉ làm như nào đó để chúng ta cố gắng chúng ta xây dựng một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và có lợi lớn nhất cho một số cái loại cặp tiền cũng như một số các loại hàng hóa phù hợp với nó mà thôi, đúng không ạ? Và chúng ta, các chỉ báo chúng ta cần được sử dụng ở đây đó là gì? Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn cần cái chỉ báo gốc của chúng ta, đấy là pivot đó. Và cái mức chúng ta thiết lập là nó sẽ thiết lập ở cái mức là daily, cái mức time frame nó sẽ là mức daily. Và cái công cụ chúng ta sử dụng thứ hai đấy là gì? MACD. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ cần một cái khác nữa, một cái công cụ khác nữa để chúng ta lọc bớt đi những cái tín hiệu nhiễu để cho chúng ta một cái kết quả giao dịch nó tốt hơn, nó chuẩn hơn và một cái mức lợi nhuận nó khả năng sẽ đem lại cho chúng ta cao hơn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo là chúng ta sẽ mua khi nào và chúng ta sẽ bán khi nào. Vậy cái quy tắc mua của chúng ta là như thế nào? Thì ở đây mình đã nốt lại cho mọi người một vài cái điểm cần lưu ý khi mà mọi người mở một cái vị thế mua. Đó là giá nó phải ở trên cái đường pivot point và cùng thời điểm đó cái đường MACD nó sẽ cắt lên trên cái đường signal, và đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ mở cái lệnh để chúng ta mua. Vậy thì chúng ta sẽ stop loss ở đâu? Thì stop loss ở dưới cái đáy cũ gần nhất của chúng ta và cách cái đáy đó ra khoảng một vài pip để chúng ta tránh cái việc gì? Chúng ta bị tránh quest stop loss của chúng ta, đúng không ạ? Và take profit thì đối với những cái lệnh scalp này mọi người có thể take profit ngắn khoảng từ 10 đến 15 pip, và hoặc là take profit như nào đó để cái tỷ lệ RR chúng ta đạt ở mức 1:1 hoặc là mức 1:2. Đó, thì đây là cái khái niệm cơ bản để chúng ta cần phải hiểu được khi nào chúng ta mở lệnh mua. Và đối với lệnh bán thì nó sẽ là ngược lại, khi mà giá nó ở dưới đường pivot point và MACD nó cắt xuống cái đường signal đó, đúng không ạ? Và stop loss ở trên cái đỉnh cũ gần nhất khi mà nó cách cái đỉnh đó hoặc vài pip cho nó chắc, và take profit cũng 10-15 pip hoặc khi mà cái RR đạt mức 1:1 hoặc là đạt cái mức 1:2, đúng không ạ? Đây là hai cái setup mọi người cần phải nhớ là khi mà chúng ta mở lệnh mua khi nào và
khi chúng ta mở lệnh bán là khi nào, đúng không ạ? Vậy cái logic, cái mà ở đằng sau để chúng ta cho cái hệ thống này nó hoạt động được là gì, thì mình có thể giải thích cho mọi người nó là như sau. Đó là khi mà giá nó nằm ở trên cái đường pivot point, tức là cái nằm ở trên cái đường trung tâm đó, thì chúng ta có thể coi như là đấy là giá nó đang ở trong cái xu hướng tăng và có thể giá nó sẽ tiếp tục nó tăng tiếp đó. Còn khi mà giá nó ở dưới cái đường pivot point thì có thể là giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm và nó có thể nó giảm tiếp đó. Đấy là cái nguồn gốc cơ bản. Và cái tiếp theo nữa là gì, đó là khi mà nó đã có cái xu hướng tăng, một cái xu hướng giảm như thế rồi, thì chúng ta có thể kết hợp thêm với cái chỉ báo MACD để chúng ta xác định ra cái điểm mua và cái điểm bán, cũng như là để nó củng cố thêm cho chúng ta thấy được là à, cái điểm mua này nó ở trong một cái xu hướng tăng thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn rất là nhiều. Và ngược lại, khi mà cái giá nó đang ở trong xu hướng giảm thì chúng ta mở một cái lệnh bán để chúng ta thuận chiều với cái xu hướng giảm đó, thì cái lệnh bán của chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều, cái khả năng của nó sẽ đạt được lợi nhuận sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì đây là cái phần lý thuyết và mình có một cái ví dụ nho nhỏ cho mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đó là giá bắt đầu đi xuống đường pivot point và cái đường MACD bắt đầu nó cắt xuống cái đường signal, thì chúng ta có một cái mức độ lợi nhuận ở đây nó tương đối là an toàn, đúng không ạ? Thì đây chỉ là một cái ví dụ nho nhỏ mà để mình minh họa cho mọi người thấy được và hiểu được cái hệ thống giao dịch nó sẽ có gì, là MACD này, pivot point này. Nếu mọi người muốn chắc hơn thì mọi người có thể dùng thêm RSI để mọi người xác minh lại, và mọi người sử dụng RSI để mọi người gồng lời thêm nữa, đúng không ạ? Thì đây là cái phần lý thuyết mà chúng ta cần phải nắm được trong cái bài ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng vào cái phần thực hành ngay sau đây để chúng ta biết được là trên cái hệ thống giao dịch này khi áp dụng vào thực tế nó sẽ chạy như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng vào phần thực hành trong cái video ngày hôm nay để biết được là cái hệ thống này nó sẽ hoạt động như thế nào. Và ở đây là một cái setup mà mình đã có sẵn cho mọi người, và mình sử dụng TradingView là một cái trang web để phân tích kỹ thuật, để mình thể hiện những cái mô tả cho mọi người một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Thì ở đây mình đã thiết lập pivot point ở cái khung của mình, đấy là khung daily. Thì mọi người có thể nhìn thấy chúng ta có những cái điểm như thế nào, là khi mà giá ở đây nó đang ở dưới cái đường pivot point này, chúng ta sẽ tìm một cái điểm để cái đường MACD nó cắt xuống cái đường signal để chúng ta mở một cái lệnh chúng ta bán. Nhưng ở đây thì hầu như nó không có, cho đến khi giá bắt đầu nó đi lên trên cái đường này, giá nó bắt đầu đi lên trên cái đường pivot point này thì sao? Thì chúng ta vẫn chưa có một cái setup nào thực sự là đẹp ở đây để cái giá nó, cái đường MACD nó cắt lên trên cái đường signal. Thì coi như là trong một cái điều này ngày hôm nay chúng ta chưa có một cái setup nào chúng ta tốt cả. Nhưng khi mà chúng ta quay ngược lại trong thời điểm quá khứ, đó là gì? Là chúng ta quay vào cái thời điểm này, chúng ta có thể thấy được ở đây là gì? Là giá nó đang ở dưới cái đường pivot point này rồi, đúng không ạ? Và cái điểm MACD nó chuẩn bị nó bắt đầu nó cắt xuống cái đường signal. Thì đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta cần phải quan sát để chúng ta biết được là gì. À, ở đây chúng ta thể có khả năng chúng ta sẽ có một cái setup để chúng ta mở cái lệnh sell. Đó, chúng ta nhìn thấy là giá đã nằm dưới đường pivot point và chúng ta có cái đường MACD bắt đầu nó cắt cái đường signal. Thì chúng ta thể mở một cái lệnh sell ở đây và chúng ta thể stop loss ở đâu đó ở trên cái vùng này. Đó. Thì ở đây cái mức mà chúng ta take profit cái đường S1 này chẳng hạn, thì mình nghĩ ở đây cái mức RR nó sẽ rơi vào mức là 1.1. Chúng ta thử để giá nó chạy tiếp nó sẽ như thế nào. Đó. Thì MACD vẫn ở dưới đây. Đó. Thì như thế này chúng ta đã có một setup để chúng ta có thể take profit ở đây rồi. Thì ở đây nó sẽ rơi vào đâu đấy, chỗ này nó khoảng 15 pip. Đó, thì mình nghĩ nếu mà đánh scalp thì đoạn này khá là ok. 15 pip, còn đoạn trên này stop loss, nếu mà hit stop loss thì khoảng 17 pip. Đó, đúng không ạ? Chúng ta chạm với vùng S1, đây là vùng S1, đây là cái vùng chúng ta take profit lần đầu của chúng ta. Đó, thì đây chúng ta có một cái điểm để chúng ta vào lệnh rồi. Chúng ta thử tìm xem ở trên quá khứ nữa thì chúng ta sẽ có những cái điểm vào lệnh nữa nó như thế nào, đúng không ạ? Đoạn này giá lên trên cái đường pivot point nhưng chưa có một cái dấu hiệu gì ở đây. Tuy nhiên, ở đây mọi người có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái gì, đó là giá sau khi nó gần lên cái vùng R1 ở đây và nó bắt đầu nó quay ngược trở lại, nó tiếp cận lại cái vùng đường pivot point này, và cái đường MACD ở đây nó bắt đầu nó đã cắt cái đường signal rồi, thì ở đây cũng sẽ là một cái điểm để chúng ta lưu ý để chúng ta vào lệnh. Đó là gì? Là nếu mà cái giá này bắt đầu cắt xuống và đóng ở dưới đường pivot point cộng thêm với đường MACD đã cắt cái đường signal của chúng ta cắt xuống rồi, thì nó lại có thể chúng ta sẽ mở được cái lệnh sell đây và chúng ta sẽ kỳ vọng cho take profit ở cái vùng S1 này, ở cái vùng này là khoảng 15 pip. Đó. Thì sau khi giá nó cắt xuống thì MACD nó đã cắt rồi, thì ở đây chúng ta sẽ được cái setup đây, chúng ta là lại được đây khoảng 20 đến 25 pip. Đó, thì mình nghĩ là đây là cái chiến lược nó khá là phù hợp khi mà chúng ta đánh scalp.
họ cho thử xem, thử áp dụng cho cặp khác để mình cho mọi người thấy là à, đối với những cặp tiền tệ bất kỳ và những cái loại hàng bất kỳ chúng ta đều có thể chúng ta làm được cái việc đó. Đó, được không ạ? Ở đây chúng ta có là gì, cặp Uzi. Mình sẽ xóa hết đi những cái này. Ở đây là gì, chúng ta có là à, giá bắt đầu đi xuống dưới cái đường pivot và cái MACD nó bắt đầu cắt xuống cái đường signal này rồi. Đó, thì nó bắt đầu thấy là ở đây có khả năng chúng ta sẽ mở được một cái lệnh sell, đợi giá nó đóng hẳn ở dưới cái đường pivot này chúng ta có thể mở một lệnh sell ở đây. Đó, và chúng ta có thể xem giá nó sẽ chạy như thế nào. Đó, thì giá xuống đến đây thì mọi người có thể để ý tiếp là đây là cái điểm mà cái đường MACD nó sẽ cắt lên trên cái đường signal. Thì đây, mặc dù giá nó chưa chạm được S1 nhưng đây sẽ là cái điểm mà chúng ta nên take profit, bởi vì giá có khả năng nó sẽ đảo chiều từ cái xu hướng giảm nó chuyển sang một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ take profit ở đâu đó quanh đây, thì cái điểm này chúng ta sẽ được vào, để mình đo xem. Ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 12 pip đó, thì mình nghĩ cũng là một cái mức khá là ok. Chưa xem thử một cái ngày khác với một cái mức giá khác thì chúng ta sẽ thấy được cái điều gì, đó là khi mà chúng ta đang ở loanh quanh trên cái vùng pivot này này và giá nó có xu hướng sẽ cắt lên hoặc nó cắt xuống, và chúng ta xem cái MACD nó sẽ như nào. MACD nó đã cắt lên trên cái đường signal rồi và giá bắt đầu đóng lên ở trên cái đường này rồi, thì chúng ta có thể mở một cái lệnh long, một cái lệnh buy ở đâu đó quanh đây khi mà giá đóng ở trên cái đường pivot này rồi, và chúng ta sẽ xem tiếp là à, giá nó sẽ chạy như thế nào. Đó, chúng ta sẽ take profit ở quanh cái điểm R1 này, đúng không ạ? Còn chúng ta take profit khi mà chúng ta đạt được khoảng 10 pip. Đó, đến đoạn này là bắt đầu mới sẽ bắt đầu cắt xuống signal rồi này, thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt cái vùng này cho nó an toàn mà. Mặc dù chưa đến 10 pip nhưng chúng ta cần phải đảm bảo được cái an toàn chúng ta là có thể là nó chưa đạt được đến target nhưng mà giá nó có dấu hiệu nó sẽ đảo chiều thì chúng ta nên để chốt cái lệnh đó, đúng không ạ? Cũng tương tự như thế, chúng ta có ở đây là gì, là giá đang loanh quanh sideways quanh cái đường pivot đó và MACD nó đang chuẩn bị nó cắt xuống cái đường signal nó, cái đường signal này rồi, thì chúng ta sẵn sàng cho cái lệnh sell chúng ta. Giá bắt đầu đóng lên ở dưới đường này, chúng ta mở cái lệnh sell ở đây. Trong khi đó MACD nó bắt đầu cắt xuống cái đường signal này rồi thì chúng ta sẽ có một setup để chúng ta sell khá là ok. Take profit ở đường S1, thậm chí có thể take profit đường S2. Đó, chúng ta sẽ được cái lệnh này là 30 pip đó, đúng không ạ? GU thì cũng tương tự như vậy, đó là gì, là giá bắt đầu cắt xuống cái đường signal này, à, giá bắt đầu cắt xuống cái đường pivot này, nó cắt xuống ở đây và đường MACD cũng cắt xuống cái đường signal rồi đó, thì sao ạ? Thì đây sẽ có cái khả năng để chúng ta mở cái lệnh để chúng ta sell ở đây. Đó, giá chưa chạm stop loss đây nhé, bởi chúng ta stop loss ở trên cái đỉnh cũ. Thì nó sẽ có một vài lúc là giá nó hồi lên nhưng chúng ta vẫn đủ cái entry, chúng ta short xuống và chúng ta vẫn có thể có đủ cái lợi nhuận của chúng ta ở đây. Đó, ở đây sẽ phải rơi vào đâu đấy khoảng 30-40 pip. Thì mình nghĩ đây là mức ok. Đó, thì đây là toàn bộ những cái nội dung mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái chiến thuật này khi chúng ta sử dụng pivot point kết hợp với một cái chỉ báo khác, đấy là MACD. Thì mình biết là đây là những cái chiến thuật dựa trên những cái kinh nghiệm của mình và những cái kiến thức của mình mà mình tích góp được dần dần. Thì đâu đó có thể là có vài cái nó còn đang chưa được hoàn hảo và chưa được hoàn chỉnh, thì rất mong những cái ý kiến đóng góp của mọi người để cho cái hệ thống giao dịch của mình nó càng ngày nó càng trở nên hoàn chỉnh hơn và càng ngày nó càng trở nên có hiệu quả hơn. Và trong suốt cái quá trình mà mọi người sử dụng, mà mọi người có thể nhận ra thêm là chúng ta có thể thêm cái chỉ báo này, chúng ta có thể thêm những cái công cụ khác hoặc là những cái thời điểm khác, những cái khung giờ khác để chúng ta vào lệnh, thì mọi người vui lòng có thể comment ở dưới giúp mình để mình có thể tổng hợp những cái ý kiến đó để làm sao để cho cái hệ thống này càng ngày nó càng trở nên nó hoàn hảo hơn, tốt hơn và kiếm được mức lợi nhuận nó ổn định và bền vững hơn, đúng không ạ? Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau, trong những cái hệ thống giao dịch tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người.